ấy con đã đau này. Này, tên Khang đấy, con đã đau rồi. Lên nè. Nó sẽ dài á. Okay, con xin YouTube mới được vậy. Đây nè, bé yên, dựng hai cái tóc cho bé yên nè. Đấy. Cái tóc đẹp gái nha. Hôm nay cắt tóc cho Hà Trần. Con cháu Hà Trần thôi đó. Cái hói là con đỏ hói hả? À. Cái hói con đỏ hói không? Đây là gia đình đi hớt tóc đây. Tuần sau là đám nhà có đám cưới. Đây. Đây chị hai cũng chiếc chuẩn bị tóc hớt tóc, tóc để chuẩn bị đám cưới. Chị hai cũng chiếc. Đây cũng mở hai nè. Mở hai cắt tóc càng đi nè. Đẹp trai không? À, đẹp trai không? À, lì lắm nha. Con à. Cô Bin đấy. Bư nè. Sáng sủa đẹp trai à. Đây là cái tóc sale ha. Cái gọi là layer. Cái đơn giản và nhanh nha. Giờ kiếm tiền. Mà thấy cắt ra sao nha, xem thử coi. Bị bệnh thợ dụ hết tóc. Trước khi mình cắt tóc lên xe lè chạy hai bên ha, cuốn hai bên mình chén lên trước hai bên. Bắt đầu mình thải xuống một lớp, cắt ngang một cái ha. Bắt đầu mình ngang cái, lớp thứ hai mình thả xuống luôn. Không mà cắt ngang cái. Rồi mình kéo lên 45 độ mà nói theo lớp thứ nhất á, cắt ngang gắt là xe lè. Ok, thấy không, thấy lớp thứ hai đâu xuống không đó, mình kéo lên đó, thấy không, cắt xe lè ngược lên bao nhiêu đấy, kéo thẳng tay vừa tầm mắt lên đó, thẳng lên vậy đó, đó. Cái lên 75 độ đó. Ok, lớp thứ hai không có chút nữa đã lớp thứ ba nữa, đầu lớp thứ ba nè. Trước khi mình chạy xuống bằng hết cắt ngang cái lớp thứ ba ha. Đó. Bắt đầu mình đưa ra, bắt đầu mình kéo lên lại, kéo lên nối tiếp theo của nó, cắt này là
Rồi thứ hai đó, à, thế là nói tiếp theo là cái mối của tiếp thứ hai nha, à, lên 75 độ. À, cái tiếp theo vậy, cái tiếp theo vậy là thành ra sẽ lên thôi. Okay. Này là lối từ từ là lối cuối cùng đó, mà cũng bắt chút giống nhau vậy, các cô bắt ngang cái bắt đầu cái lớp này là kéo lên 95 độ nè, kéo lên giờ trước bắt nói theo lối thứ ba nãy mà kéo lên thẳng vậy đó, 95 độ bắt thằng lớp vậy đó, lớp cũ của lớp 3 nói theo lớp 4, cắt lớp 4 thôi, đừng lớp 4 là cớ bên lớp 3 cắt thôi ha, thành ra là sẽ lên đơn giản thôi. Còn chị em nào mà muốn xe lê dài á, cao nữa thì cắt ngắn nữa, cao càng lên càng cao vậy đó. Ừ. Ok, chúc các bạn thành công nha. Bắt đầu mình đo lại xe lê lại đơn điện, sơ lại chút xíu thôi. Bắt đầu qua các cái máy nè, cái máy bầu nè, mình chải đều xuống là mình dán hai bên, mình cuốn cuộn lại, cuộn lại vậy đó, cuộn tròn lại nha, cuộn tròn bóp cứng nha, cuộn tròn lại, tròn lại vậy đó, cái rồi mình cắt một cái là thành cái máy bầu liền, thấy chưa, cái máy bầu không? Ở đây hơi dài chút, đó, mình cho mình về mình chỉnh lại thôi, cắt chỉnh lại mấy bầu lại chút nữa. Ok, đó, mình chỉnh lại mấy bầu chút xíu rồi xong này, đó. Thấy không? Rất là nhanh. Nhớ cuốn hai bên lại, cuốn lại như là mình cuốn tóc vậy. Cuốn là cắt ngang bọc một cái là thành máy bầu vậy nè. Ok, chúc mày may mắn. Đó là kiểu tóc xe lê này nha. Đấy, cái xe lê đơn giản thôi. Ok, chúc các bạn mọi người thành công. À, xong rồi, hên quá cô này bốc mắt nhìn không thấy rõ đâu. À, cái xấu không sao. Chúc các bạn may mắn nha. Cảm ơn các bạn và anh chị nha. À, xem channel đăng kênh hay khác nha, nhớ đăng ký cho đăng kênh hay khác nha. Cảm ơn chị và các bạn nha, anh chị các bạn.